khu đô thị Vạn Phúc sở hữu vị trí cát lành, phú quý bên bờ sông Sài Gòn thơ mộng. Không chỉ tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 13, cửa ngõ giao thương quan trọng kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế lân cận, mà Vạn Phúc còn là khu đô thị xanh, hiện đại và đẳng cấp bậc nhất Sài Gòn. Chuyên gia phong thủy Phạm Cương khẳng định, đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, mang lại sinh khí và tài lộc thịnh vượng cho gia chủ và đảm bảo giá trị gia tăng bền vững cho các nhà đầu tư. Khu đô thị Vạn Phúc là bán đảo duy nhất sở hữu cả ba yếu tố cảnh quan bậc nhất, bao gồm công viên ven sông Sài Gòn The Long Park dài nhất thành phố Hồ Chí Minh 3,4 km, kênh sông Trăng dài 2 km, hồ Đại Nhật rộng 16 hecta. Sự hòa quyện giữa nhịp sống hiện đại và sắc xanh yên bình tạo nên không gian sống đẳng cấp. Trở thành cư dân của Vạn Phúc, bạn sẽ được đáp ứng những dịch vụ đẳng cấp, khu trung tâm thương mại cao cấp Vạn Phúc Center, cùng những căn hộ hàng sang, bến du thuyền sang trọng Dragon Bay, hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế với sứ mệnh đem đến những giá trị tốt đẹp nhất cho những cư dân ưu tú trong tương lai, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vạn Phúc trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho gia đình bạn, công viên giải trí hàng đầu Đông Nam Á Ocean World, không gian vui chơi giải trí hiện đại với khu biển nhân tạo cùng ngọn sóng cao 3 mét lần đầu xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 100 hecta dành cho mảng xanh và mặt nước cùng hệ thống tiện ích đạt chuẩn 5 sao ngay trước ngưỡng cửa, Vạn Phúc City tạo nên một không gian sống hoàn hảo. Điểm xuyến trong tổng thể khu đô thị là những tiểu khu công viên đem đến trải nghiệm thiên nhiên với những dấu ấn màu sắc đặc biệt, là chúng bình yên ngay bên ngoài khung cửa. Con trẻ được thả mình giữa thiên nhiên trong lành, tinh khiết, tự do phát triển về thể chất và cả tâm hồn. Mọi giác quan như được hòa vào thiên nhiên trong lành. Vạn Phúc City là nơi hội tụ tinh hoa, kiến trúc hoàn mỹ, mang đến nhiều sự lựa chọn đầu tư hợp lý qua các sản phẩm như shop house, nhà phố liền kề, biệt thự đơn lập, song lập và căn hộ. Vạn Phúc City đáp ứng trọn vẹn phong cách sống đỉnh cao dành cho những chủ nhân đẳng cấp, tích hợp công năng kép vừa thuận lợi kinh doanh và không gian sống cao cấp. Với Vạn Phúc City, một không gian sống mà bạn hằng mơ ước đã trở thành hiện thực. Không gian sống xanh, tiện nghi, sang trọng, cộng đồng văn minh thường lưu đem đến giá trị sống đỉnh cao. Bạn đã thực sự sở hữu một tổ ấm lý tưởng để tận hưởng cuộc sống sum vầy yêu thương. Một giá trị an cư khẳng định đẳng cấp, minh chứng cho lựa chọn đầu tư thông minh. Khu đô thị Vạn Phúc, nơi cuộc sống đẳng cấp và đầu tư sinh lợi. Hotline 1800 6363, website khu đô thị vạn phúc.com.vn.